mọi người nha. Hôm nay mình ăn mì cay, mì cay su cay đó mọi người, với mình nấu canh rau mùng tơi với tôm với hột vịt mình luộc nha mọi người. Mà mọi người ăn thứ nhất cùng mình, đây là hột vịt, tôm, mì, rau mùng tơi. Mà mọi người ăn cùng mình nha. Rồi ăn cái mấy anh kia chạy ra quá trời luôn. Ý mình nấu dở mà nó còn đòi ăn cỡ đó đó, mình nấu ngon không biết cỡ nào. Đám cưới bên sông đó mọi người, ta hát quá trời hát cho mọi người ơi. Tôm á mọi người, mua cái đầu ở trên nó đỏ đỏ, có cục gạch đỏ đỏ trên cái đầu tôm sống á mọi người, thịt nó dễ cắt à. Mì này nó dai gì đâu.
Thank you.